ta sẽ vào đề số 56, tầm quan trọng của việc biết cho đi. Trang 184 nha các bạn nhé. Đấy, trang 184. Đề số 56, tầm quan trọng của việc biết cho đi. Trang 184. Ok, 184 này. Tầm quan trọng của việc biết cho đi có nghĩa là việc cho đi có tầm quan trọng như thế nào. Đúng không ạ? Đúng rồi. Nào, đấy, tầm việc cho đi. Cái việc mà chúng ta biết cho đi ấy. Đấy, biết cho đi có tầm quan trọng như thế nào? Đấy, theo các bạn là cái việc mà chúng ta biết cho đi ấy, nó có tầm quan trọng như thế nào trong cuộc sống của con người? Nào, nào, theo các bạn thì việc cho đi nó có tầm quan trọng như thế nào? Ừ, nó có tầm quan trọng như thế nào? Đấy, khi mà chúng ta cho đi, nó có tầm quan trọng bởi vì nó thể hiện được cái sự quan tâm, chia sẻ, cảm thông của chúng ta đối với người khác. Có đúng như vậy không ạ? Đấy, thế nhá. Vậy thì việc biết cho đi nó có tầm quan trọng bởi vì thứ nhất đó chính là nó thể hiện được. Đấy, nó thể hiện được cái tình cảm của con người với con người, đúng không ạ? Nó cho thấy được cái sự cảm thông, cái sự sẻ chia, đấy, cái sự quan tâm của chúng ta đến với mọi người. Có đúng như vậy không ạ? Còn gì nữa không? Còn gì nữa không ạ? À, để cuộc sống này trở nên tốt đẹp hơn, nhân văn hơn, giúp cho chúng ta thể hiện được cái sự quan tâm, chia sẻ, thể hiện được cái tình cảm của chúng ta đối với người khác, đúng không ạ? Thứ hai đó chính là gì ạ? Ừ, thứ hai nè, khi mà chúng ta biết cho đi thì chúng ta đang lan tỏa những cái sự yêu thương của mình đến với mọi người, đúng không ạ? Nó làm cho tâm hồn của chúng ta bớt nặng nề hơn, chúng ta làm cho chúng ta nhẹ nhàng hơn, chúng ta thanh thản hơn, cuộc sống của chúng ta đáng sống hơn, đúng không ạ? Cuộc đời của chúng ta đáng sống hơn, có ý nghĩa hơn. Chính xác. Đấy, tiếp đi, cho cô xin nhiều ý vào đi xem nào. Đó, ok. Nữa đi hả? Còn cái gì nữa không ạ? Còn cái gì nữa không? Đấy, và sự cho đi nó sẽ rút ngắn khoảng cách khi mà chúng ta thể hiện được cái tình cảm của chúng ta đến với mọi người này. Khi mà chúng ta cảm thông, chia sẻ, quan tâm được đến với người khác này, thì nó sẽ rút ngắn đi cái khoảng cách giữa con người với con người. Nó là cái chất keo gắn chặt cái tình cảm và mối quan hệ giữa chúng ta với mọi người xung quanh, đúng không ạ? Ok, nó sẽ rút ngắn khoảng cách. Khi mà chúng ta biết quan tâm, chúng ta quan tâm đến người khác, chúng ta cho đi người khác, chúng ta thể hiện tình cảm của mình với người khác, thì nó sẽ rút ngắn cái khoảng cách giữa con người với con người. Nó gắn kết mối quan hệ của chúng ta với người, mọi người xung quanh. Đó, cho đi yêu thương người khác cũng là cho đi chính mình. Chính xác ạ. Đấy, khi mà chúng ta quan tâm đến người khác, chúng ta cho đi, chúng ta biết cho đi người khác, chúng ta biết nâng đỡ người khác, thì ít nhất đó chính là gì ạ? À, chúng ta cũng đang làm tâm hồn của mình nó nhẹ nhàng hơn, nó thanh thản hơn, đúng không ạ? Nó thể hiện được cái tâm hồn của chúng ta, con người của chúng ta. Khi cho đi nó là gì ạ? À, nó khiến cho chúng ta thoải mái hơn, đúng rồi, nó giúp cho. Khi chúng ta biết cho đi, để chúng ta giúp cho tâm hồn của chúng ta là nhẹ nhàng hơn, đúng không ạ? Nhẹ nhàng hơn, đấy, dễ chịu hơn, đúng không ạ? Đấy, cảm thấy cuộc sống của mình gì ạ? À, có ý nghĩa hơn. Cuộc sống có ý nghĩa hơn. Còn gì nữa không? Còn gì nữa không ạ? Ừ, sao ít thế? Không, cô không nhìn thấy comment nhỉ? Đấy, ít thế. Đấy, và khi mà chúng ta cho đi ấy, có nghĩa rằng là chúng ta đang kiến tạo ra, đặt nền ra cho cái tương lai của mình, cho mình một cái tương lai tươi sáng hơn. Bởi khi mà chúng ta giúp đỡ người khác ấy, thì người khác nhận được cái sự quan tâm đấy, nhận được cái sự sẻ chia đấy, và không biết được là tương lai của chúng ta sẽ gặp những điều gì. Nhưng nếu như có rơi vào một cái hoàn cảnh khó khăn, thách thức, thì ít nhất là
người ta cũng sẽ rất là sẵn lòng giúp đỡ chúng ta, đúng không vậy ạ? À, nghĩa là khi chúng ta cho đi là chúng ta đang kiến tạo một tương lai. Đó, kiến tạo một tương lai tươi sáng cho chính mình, đúng không ạ? Đấy, kiến tạo một tương lai tươi sáng cho chính mình. Cô hứa like một buổi văn phong mà chưa like. Đây, ngày nào mà chẳng đang like đấy. Đấy, nghĩa là cô sẽ cố gắng gọi là đưa cái việc cải thiện văn phong nhiều vào cho các bạn. Đấy, còn gì nữa không ạ? Còn gì nữa không? À, và khi mà chúng ta cho đi ấy, thì bắt đầu là chúng ta đang nâng đỡ những cái tâm hồn. Nâng đỡ những cái tâm hồn. Đấy, đang rơi vào những cái trạng thái gọi là tuyệt vọng hoặc là tăm tối, kéo họ ra khỏi cái hố sâu đấy, giúp họ bước ra khỏi ánh sáng, chứ không phải là mãi đắm chìm trong bóng tối, đúng không ạ? Chúng ta nâng đỡ tâm hồn những người đang đứng trong bóng tối. Đứng trong bóng tối. Đấy, những người đang rơi vào cái hoàn cảnh đáng thương. Đó, còn gì nữa không? Còn gì nữa không ạ? Còn gì nữa không ạ? Đấy, nó sẽ nuôi dưỡng cho chúng ta cái lòng vị tha, đúng không ạ? Khi mà chúng ta biết cho đi ấy, thì nó bắt đầu là nuôi dưỡng trong chúng ta lòng vị tha, sự nhân hậu. Đấy, còn đúng như vậy mà. Đấy, và còn rất nhiều ý nữa các bạn có thể đưa vào trong bài viết của bản thân mình, đúng chứ? Khi mà chúng ta biết cho đi có nghĩa rằng là chúng ta đã thêm vào cái danh mục những việc làm tử tế của con người, đúng không ạ? Đấy, ok. Chúng ta, các bạn, cái ý của bạn Minh Hòa thì có thể viết như sau: khi mà chúng ta một lần chúng ta cho đi, nghĩa là chúng ta đang tích thêm vào cái danh mục những việc tử tế của chúng ta, đúng không ạ? Đấy, đấy, ok nhá. Thì các bạn có thể viết như thế để cho cái văn của các bạn nó hình ảnh hơn. Đấy, thay vì việc Hoàng Minh viết là biết cho đi cũng là giúp bản thân ta sống tử tế mỗi ngày, thì cô sẽ chuyển cái ý đấy thành một cái văn hình ảnh như sau: mỗi hành động chúng ta cho đi là một lần chúng ta thêm vào danh mục những việc làm tử tế để nó có thể dày hơn, và khi đó thì chúng ta cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn này. Đấy, mình, cuộc sống của mình dễ chịu hơn này. Mình đã biết cho đi người khác và biết cảm thông cho người khác rồi. Và chính những điều đó sẽ làm cho mình cảm thấy à, mình sống một cuộc đời ý nghĩa. Mỗi ngày trôi đi là một ngày ý nghĩa đối với bản thân mình. Ok. Đấy, có gì đâu ạ. Thế nhá. Vậy bây giờ cô đúc kết lại các ý như sau này. Thứ nhất đó chính là khi mà chúng ta biết cho đi ấy, thì nó có tầm quan trọng là nó sẽ vun vén cho ta những cái đức cao quý ở đời. Nó lan tỏa cho chúng ta đến những cái tâm hồn lành lặn, và làm cho những cái trái tim còn khiếm khuyết trở nên dồi dào hơn, trở nên đập mạnh mẽ hơn, đấy, nhiều yêu thương hơn và hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn. Khi mà chúng ta cho đi ấy, thì nó không chỉ giúp chúng ta san sẻ và động viên, cứu rỗi những cái mảnh đời bất hạnh, mà nó còn là một cái cách nuôi dưỡng cái đứa trẻ lương thiện cho chúng ta lớn lên mỗi ngày. Và nó có ý nghĩa sâu xa nhất đó chính là gì ạ? À, nó kết nối chúng ta với mọi người. Nó kết nối trái tim với trái tim để cho cuộc sống và mối quan hệ của những người, của chúng ta đối với người, những người xung quanh trở nên tốt đẹp hơn, trở nên khăng khít hơn. Và khi mà chúng ta sống cho đi ấy, chúng ta biết cho đi ấy, thì chúng ta sẽ nuôi dưỡng lòng vị tha của chúng ta, giúp cho chúng ta trân trọng những gì mà mình đang có, biết nâng niu cái thế giới bên trong của chính mình. Đấy, và lai tạo được những cái giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Đấy, các bạn thấy rằng là văn của cô Dương, văn nghị luận xã hội của cô Dương ấy, thì nó sẽ thiên về văn hình ảnh nhiều. Thì các bạn có thể gọi là học hỏi nhá, có thể học hỏi. Thay vì các bạn nói rằng là à, cho đi sẽ giúp chúng ta có lòng vị tha, giúp chúng ta trân trọng những gì mà mình đang có, giúp chúng ta nâng niu, rồi chúng ta tạo ra những điều tốt đẹp, thì cô sẽ hay sử dụng những cái cụm từ như thế này này. Đó chính là nuôi dưỡng. Đấy, đó chính là lai tạo, hoặc là cô hay sử dụng cái từ kiến tạo, hoặc là cái gọi là từ tạo nền, hoặc là tạo nền móng. Đấy, hoặc là xây dựng, hoặc là củng cố, là cô hay sử dụng những cái từ như thế để nó cho cái văn của mình nó thêm cái sức gợi hình, gợi cảm hơn đấy ạ. Thay vì mình biết rằng là chúng ta khi mà chúng ta cho đi thì chúng ta nó cho thấy cái lòng vị tha, rồi cái sự giúp đỡ của chúng ta đến với mọi người, thì cô sẽ viết rằng gì ạ? Mỗi hành động cho đi sẽ kiến tạo trong sẽ hình thành trong chúng ta một giọt máu hồng. Đấy, sẽ nhân bản thêm một giọt máu hồng trong trái tim của mỗi người.
Đấy, thì đấy cũng là một cái cách mà các bạn cũng có thể áp dụng vào trong văn phong của mình. Thay vì việc là bạn viết văn trần thì bạn chỉ đẩy thêm một chút hình ảnh nữa thôi, thì cái văn của bạn nó sẽ hay hơn rất là nhiều, nó sẽ có sức gợi hình gợi cảm hơn rất là nhiều. Đấy, nhá. Ok, đây, thay vì cái việc mà cô viết là sống cho đi sẽ giúp chúng ta san sẻ động viên những con người có hoàn cảnh bất hạnh chẳng hạn. Đấy, rồi thì cô sẽ viết rằng gì ạ? Cho đi không chỉ giúp chúng ta san sẻ động viên mà còn cứu rỗi những mảnh đời bất hạnh. Đấy, thay vì viết là chúng ta giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh thì cô sẽ dùng là cứu vớt những mảnh đời bất hạnh. Thay vì cô sau khi nói rằng là sẽ làm cho chúng ta trở nên hướng thiện hơn thì cô sẽ viết là nó là cái cách mà nuôi dưỡng đứa trẻ lương thiện trong chúng ta lớn lên mỗi ngày. Đúng không ạ? Đấy. Và thay vì viết rằng là sự cho đi sẽ gắn kết con người với con người, thì cô sẽ viết rằng là sự cho đi sẽ xóa bỏ đi cái khoảng cách giữa con người, sẽ rút ngắn cái sợi dây khoảng cách giữa con người với con người. Đấy thì cô sẽ viết như thế. Thì bạn có thể học hỏi. Nếu như mà các bạn cảm thấy rằng nó hữu ích thì bạn tham khảo. Ví dụ như thay vì việc đó chính là các bạn biết rằng là sự cho đi sẽ nâng đỡ những tinh thần, sẽ giúp đỡ con người vượt qua những khó khăn, truyền cho họ động lực để vượt qua những cái giông bão trong cuộc đời, thì cô sẽ viết là cho đi sẽ nâng đỡ những tinh thần đang dần suy kiệt trước những phong ba bão táp cuộc đời để hoàn thiện cái mảnh ghép còn thiếu trong tâm hồn chúng ta. Đấy, thay vì viết những cái áng văn trần trần để chỉ bộc lộ cái suy nghĩ của mình thôi, thì khi mà mình đã tiến bộ hơn rồi, khi mà mình đã viết tốt hơn rồi, thì mình sẽ có những cái hình ảnh trong văn của mình. Thì như thế thì nó sẽ tăng cái sức gợi hơn rất là nhiều so với cái việc mà bạn viết văn trần. Thế nhá. Đấy. Ok chưa ạ? Ừ. Còn cái bài học nhận thức chẳng hạn như khi cô viết bài kết bài ấy, thì cô không viết rằng là chúng ta hãy làm gì, hoặc mà chúng ta hãy cho đi nhiều hơn rồi chúng ta sẽ làm cái gì. Mà cô sẽ viết gì ạ? Hãy biến những giá trị còn nằm im trong tiềm thức của chúng ta thành rừng hoa ngát hương. Đấy, thành một rừng hoa tỏa ngát yêu thương. Thì chính là cho đi đấy ạ. Bình thường là các bạn hay viết kết như thế này. Bình thường các bạn hay viết kết nhỉ? Và các bạn hay đưa ra một cái thông điệp như thế nào? Các bạn hay đưa ra một cái thông điệp đó chính là chúng ta nên thế này và chúng ta nên thế kia, đúng không? Nhưng mà đối với bản thân cô thì cô hay kết và cô hay đưa ra cái bài học nhận thức và cô đưa ra cái thông điệp bằng một cái hình ảnh tượng trưng. Chứ cô sẽ không nói trần trần ra như thế. Ví dụ như này, hãy biến những cái giá trị còn nằm im trong tiềm thức của chúng ta thành rừng hoa tỏa ngát yêu thương. Thì đây cũng là một cái hình ảnh gì ạ? Đây cũng là một cái hình ảnh mà nó gợi ra rất là nhiều suy nghĩ, đúng không? Có nghĩa rằng là thay vì việc chúng ta im lặng, thay vì việc mà chúng ta không cho đi, để chúng ta biết rằng là mình sẽ cần phải cho đi nhưng mà chúng ta không hành động, thì chúng ta biến cái suy nghĩ ở trong tiềm thức đấy thành một rừng hoa tỏa ngát hương. Có nghĩa là để có được một rừng hoa tỏa ngát hương thì chúng ta phải vun vén nó, chúng ta phải vun trồng nó, chúng ta phải cho đi, chúng ta phải bỏ công sức ngày đêm thì nó mới có một vườn hoa, đúng không ạ? Thì nó cũng đã ẩn ý được rằng là gì ạ? Chúng ta đừng nằm im, chúng ta đừng để những cái sự yêu thương của mình chỉ nằm trong thâm tâm thôi, mà chúng ta cần phải thể hiện hành động. Đấy, và hành động đây nó chính là gì ạ? Chúng ta sẽ đi gieo trồng một cái vườn hoa tỏa ngát hương thơm cho đời. Đấy, thì cũng nghĩa là đấy chính là tầm quan trọng của việc cho đi ạ, và ý nghĩa của việc cho đi đấy ạ. Xong chưa? Đấy, xong chưa hả các bạn? Đôi khi nó chỉ là đơn giản như thế thôi. Đấy, nhá. Đôi khi nó chỉ cần đơn giản như thế thôi. Cái quan trọng nhất là trong cái quá trình mà mình lập luận ấy. Đấy. Mình viết á. Trong quá trình mà mình lập luận ấy, mình viết ấy làm sao để cho nó rõ ý hơn. Kết giả chân, giả chân đâu mà giả chân. Đấy, hãy khơi lên trong lòng ta sự lòng sốt mến với tha nhân, để rồi ta trở nên như ngọn nến góp phần thắp sáng và cùng đẩy lùi bóng tối. Hoàng Thanh Phi ơi, thật ra thì cái từ gọi là sốt mến với tha nhân của em ấy, nó cũng là những cái từ rất là đắt giá, nhưng mà riêng đối với quan điểm của cô nhá, thì cô thấy như này này, nếu như em viết học sinh giỏi thì em viết những cái cụm từ như thế, thật sự nó sẽ rất là sáng cho bài viết của em. Tuy nhiên viết đoạn văn nghị luận xã hội và thi tốt nghiệp trung học phổ thông đúng là yếu tố sáng tạo, là một trong những yếu tố rất là cần thiết.
và những cái từ vựng nó nâng cao một chút thì nó thể hiện rất rõ được cái trình của người viết. Tuy nhiên thì đối với cái văn phong này và với cái cách viết của em thì theo như đánh giá của cô, nó chưa phù hợp để có thể làm rõ được cái nội dung mà em đang truyền tải. Đấy, đấy, làm rõ được cái nội dung của em đang truyền tải. Với thật ra thì khi viết nghị luận xã hội ấy, đúng là những cái từ như của em nó khá là đắt giá, nhưng mà đôi khi ấy, cái nghĩa cơ bản và trần của nó thôi là nó cũng đã đủ để chúng ta gọi là lĩnh hội rồi. Cái điều quan trọng nhất của nghị luận xã hội là nó thể hiện được quan điểm của mỗi người. Chứ còn cái việc gọi là mình thể hiện những cái từ ngữ mà nó cao siêu hơn ấy thì mình nên dành cho bài thi học sinh giỏi thì nó sẽ tốt hơn. Được chưa ạ? Đấy, nhá. Ok, thế nhá bạn gì nhỉ? Bạn Thanh Phi nhá. Mình viết đơn giản thôi, viết các từ đơn giản thôi. Nhưng cái sự lập luận của chúng ta chắc chắn ấy thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều so với việc mà ta sử dụng những cái từ cao siêu, những cái sự gắn kết và cái điều làm nổi bật nó, cái diễn đạt của bạn á, nó không làm nổi bật được thì nó cũng chỉ là một cái con dao hai lưỡi thôi, chứ nó không phải là một cái vấn đề gọi là tốt. Thế nhá, đấy là quan điểm của cô, bạn có thể nghe hoặc là không nghe. Được chưa nào? Đấy, ok. Đó. Đấy chính là đề số 56. Đấy chính là đề số 56 nha các bạn nhá. Ok ạ. Bây giờ chúng ta sẽ thử tham khảo cách viết xem như thế nào nha các bạn nhá. Thử có thể học hỏi được cái gì thì chúng ta học hỏi xem nào. Sẽ thế nào nếu cuộc sống chỉ toàn những ganh đua và giành giật? Có lẽ mệt mỏi biết bao, chật trội biết bao khi tâm trí của ta cứ mãi quẩn quanh trong những toan tính và ích kỷ. Trái tim của mỗi con người đều được hình thành và lớn lên bằng tình yêu thương. Và chỉ khi ta biết sống yêu thương, biết cho đi những điều tốt đẹp, ta mới có thể hoàn thành trọn vẹn hành trình chinh phục những giá trị cốt lõi ở đời. Biết cho đi có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nuôi dưỡng đời sống tinh thần. Cho đi một nụ cười, ta nhận lại bao lần ấm áp. Cho đi một cái ôm, ta nhận lại yêu thương vẹn toàn. Và cho đi một cơ hội, ta nhận lại vạn lời biết ơn chân thành nhất. Biết cho đi là cách mà ta vun vén nên những cái đức cao quý ở đời. Những cái đức không dành cho chính ta, mà dành cho sự lan tỏa đến mọi người xung quanh. Sự lan tỏa đến những tâm hồn không lành lặn, những trái tim còn khiếm khuyết. Cho đi không chỉ là giúp chúng ta san sẻ, động viên mà còn cứu rỗi những mảnh đời bất hạnh. Không chỉ là cách nuôi dưỡng đứa trẻ lương thiện trong chúng ta lớn lên mỗi ngày, mà ý nghĩa sâu xa nhất của sự cho đi chính là kết nối. Để có thể tìm ra được điểm nằm giao giữa những tâm hồn xa lạ thế nọ kia. Đấy có nghĩa là đằng sau là chúng ta bắt đầu là triển khai ý, bàn luận ý. Nhưng mà cô thì cô muốn là các bạn để ý giúp cô ở cái phần đầu. Và cái có nghĩa là ở cái phần đầu này này, nghĩa là trong một cái buổi livestream cô sẽ không giúp bạn cải thiện được hết tất cả một đoạn văn đâu, mà sẽ chỉ cải thiện được một phần nào đấy trong đoạn văn của mình thôi. Thế ở này thì cô lại muốn các bạn để ý giúp cô từ cái chỗ đầu đây đến cái chỗ đây thôi, chứ chưa cần để ý đến những cái sau. Đấy có nghĩa là mình sẽ học hỏi văn phong từng ngày đấy ạ, tích lũy văn phong từng ngày. Đấy có nghĩa là cô nói luôn là nó chỉ là tham khảo thôi, chứ nó không phải là cái để các bạn chép, hoặc là cũng không để cho các bạn áp đặt để có thể viết vào văn của mình. Bạn học tập thôi, bạn tham khảo thôi. Đấy, vậy các bạn để ý xem nhá. Cái cách mở và dẫn dắt vào vấn đề bàn luận này của cô thì các bạn học được điều gì và các bạn cảm thấy nó như thế nào? Đấy, trước tiên là cái cảm nhận của bạn đã. Đấy thì lúc đấy các bạn sẽ tìm ra được là à, nó có cái điều học được ở chỗ này và nó có cái điều gọi là mình không thích ở chỗ này. Ví dụ như là dài quá là cái điều mà các bạn không thích chẳng hạn. Đấy, cô thấy là em cảm thấy là nó dài quá. Thế nên là em chả học hỏi được cái gì. Ok, thì chấp nhận là dài quá đi. Đấy, nghĩa là các bạn cảm nhận như thế nào về cái cách mở và dẫn dắt vào vấn đề bàn luận như thế nào. Đây, cuộc sống sẽ thế nào nếu cuộc sống chỉ toàn những ganh đua giành giật? Có lẽ mệt mỏi biết bao nhiêu, chật trội biết bao nhiêu khi tâm trí của chúng ta mãi chỉ quẩn quanh trong những toan tính và ích kỷ. Trái tim của mỗi người đều được hình thành và lớn lên bằng tình yêu thương. Và chỉ khi ta biết sống yêu thương, chúng ta biết cho đi những gì tốt đẹp, ta mới có thể hoàn thiện trọn vẹn cái hành trình chinh phục cái giá trị, những cái điều ý nghĩa trong cuộc đời. Sự cho đi có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nuôi dưỡng đời sống tinh thần của con người. Cho đi một nụ cười, ta nhận lại bao lần ấm áp. Cho đi một cái ôm, ta nhận lại sự yêu thương vẹn toàn. Và cho đi một cơ hội, ta nhận lại vạn lời biết ơn chân thành nhất. Biết cho đi là cách mà chúng ta vun vén lên đó kia.
Thế bắt đầu dưới đây là đi bàn luận này. Đấy là nêu các nội dung ý để bàn luận này. Còn cô muốn các bạn để ý cho cô cái phần trên đây á. Ít nhất là cô cảm nhận được vào khi mà cô vào vấn đề á, nó không dập khuôn và nó không máy móc, nó rất là tự nhiên. Đúng không ạ? Đấy, đây cái điều mà chúng ta học hỏi đây, nó rất là tự nhiên. Đúng không? Đấy, nó rất là tự nhiên. Nó đi đúng vào cái cuộc sống của chúng ta, đúng rồi. Đấy, cuộc sống này nó toàn, nếu như mà cuộc sống này nó toàn toan tính và giành giật thôi. Đấy, rồi bắt đầu chúng ta chỉ biết ích kỷ, chúng ta chỉ biết nghĩ cho mình thôi, thì liệu rằng là cái cuộc sống này nó có tốt đẹp hơn được hay không? Và chúng ta có mệt mỏi với những cái toan tính như thế hay không? Chúng ta có mệt mỏi với những cái toán tính, với cái gọi là tính toán như thế hay không? Chúng ta cứ mở rộng lòng mình ra, chúng ta cho đi xem nó như nào nào. Đúng không ạ? Đấy, đặc đúng là khi chúng ta cho đi, chúng ta cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn, nó không còn những cái mệt mỏi như thế. Ngày nào cũng sống trong những toan tính, ngày nào cũng sống trong những giành giật, ngày nào cũng chỉ suy nghĩ về làm thế nào để cho bản thân mình có hết tất cả thôi, còn người khác chả có cái gì, thì liệu rằng đấy có phải là một cuộc sống nó nhẹ nhàng, nó thanh thản hay không, hay chúng ta chỉ mệt mỏi với những cái suy nghĩ đấy thôi. Đấy, ok nào, cho cô xin một cái bình luận của các bạn nào. Xin một bình luận là cảm thấy thế nào nào. Em là chả thể cảm thấy cái gì hết ạ. Ok, em không cảm thấy cái gì cũng được mà. Nói như thế thì hơi buồn một tí. Đúng ạ. Ừ, mở đoạn dài quá. Ok, có bạn nào nghĩ là cái cách dẫn dắt của cô dài không? Những bạn nào mà học cô lâu rồi ấy thì sẽ biết rằng là cô đi vào vấn đề là cô bàn luận luôn. Cô bàn luận để đến vấn đề luôn, chứ cô không bao giờ cô tách biệt, đúng không ạ? Nếu bạn nào học cô lâu năm rồi á, bạn nào mà học cô từ đầu cái cuốn sách này đến bây giờ rồi ấy, thì bạn sẽ biết rằng là cô Dương không bao giờ tách biệt mở đoạn và thân đoạn. Đấy. Và thân đoạn cô Dương không bao giờ tách biệt ra giải thích. Đúng không ạ? Không bao giờ tách riêng phần bàn luận ra. Đó, và cũng không bao giờ tách gọi là dẫn chứng. Đấy, và cũng không bao giờ tách biệt phản đề và bài học nhận thức ra đâu. Đúng không ạ? Mà cô Dương luôn luôn đan cài luôn. Có những bài mà khi cô Dương viết ấy, đây chính là bàn luận luôn này, chứ không phải bàn luận để đẩy vấn đề. Chứ cô Dương không phải là, đây không phải là dẫn dắt. Các bạn thấy không ạ? Đây không hẳn nó là dẫn dắt đến yêu cầu của đề. Đấy, dẫn dắt đến yêu cầu của đề đâu, mà đây là bàn luận về vấn đề luôn. Bàn luận về cái vấn đề chúng ta viết luôn. Đấy, có bạn nào nhận ra điều đấy không ạ? Có bạn nào nhận ra điều đấy không ạ? Thế nên là nếu như mà các bạn không để ý là cô Dương đã bàn luận luôn rồi, thì các bạn sẽ thấy rằng là của cô Dương dài quá. Nhưng nếu như các bạn học lâu rồi, đấy thì các bạn sẽ thấy được rằng là à, cô Dương bàn luận luôn chứ không phải là dẫn dắt, nên đây không thể gọi là mở bài dài dòng được. Đúng không ạ? Đấy, đây không thể gọi là mở bài dài dòng được. Đúng không? Ở đây có những bạn nào mà xem không sót một live stream nào về bổ trợ cho sách, cho nghị luận xã hội không ạ? Đấy, ok nhá. Đó, ok, có một cái bình luận để cô xem nào. Vũ trụ xoay vần theo guồng quay nhanh chóng của thời đại, cuộc sống vẫn cứ đẩy xô và toàn toan tính. Duy cho đi là vẫn còn nguyên vẹn giá trị của nó. Ok, ok, đúng, chính xác. Bạn Thanh Phi, ok, cái mở của em rất là hay đấy ạ. Đấy, rất là hay đó. Tiếp đi. Có còn ai nữa không ạ? Đấy, riêng đối bản thân cô thì ở đây cô cũng sẽ nói thêm cho bạn một cái vấn đề, đó chính là gì? Đôi khi á, các bạn viết đoạn văn nghị luận xã hội ấy, các bạn sẽ thấy được rằng là nếu như các bạn viết như thế này, viết tách biệt như thế này, thì riêng bản thân đoạn văn của các bạn á, nó cũng đã theo một cái khuôn mẫu rồi. Nó làm cho cái sự gắn kết và logic của nó thật sự rất là khó. Đấy, nhưng mà nếu như bạn chỉ cần nghĩ đơn giản một điều như này này, các bạn đừng có dập khuôn theo cái khuôn này. Các bạn cũng có giải thích, các bạn cũng có dạng bàn luận, và các bạn cũng có chứng minh, các bạn cũng có phản đề và bài học. Tuy nhiên các bạn hãy đan cài nó về để làm nổi bật nội dung. Đấy, hãy đan cài nó để làm nổi bật nội dung, chứ đừng có đi rằng là bạn đoạn văn bạn nhất thiết rằng là nó phải theo một cái cấu trúc như thế này, thì ít nhất là bạn đang
đang tự, các bạn đang tự ép những cái suy nghĩ của chính bản thân mình vào một cái khuôn mẫu, thì như vậy á nó sẽ không làm cho bài văn của các bạn nó tự nhiên được. Đấy, nên là người ta nói rằng là đoạn văn nghị luận xã hội là trình bày quan điểm. Thế nên là bạn hãy cứ thiên về việc bạn trình bày quan điểm của các bạn, chứ đừng để ý rằng là nó nhất định phải là theo một cái khuôn mẫu này, hoặc là nó nhất định phải theo một cái khuôn mẫu kia. Thế nhá. Đấy, thì đây các bạn cũng có thể học hỏi cái cách của cô. Cô sẽ đi vào bàn luận vấn đề luôn. Sau khi cô bàn luận một chút rồi cô đẩy đến yêu cầu của đề, rồi cô bắt đầu đi chứng minh nó. Xong rồi cô bắt đầu là nếu có bài học thì cô đưa ra thông điệp. Đấy, rồi cô phản đề trong cái cách rất là nhẹ nhàng thôi, chứ không đi đánh nặng vào việc rằng là chúng ta sẽ phải viết theo cấu trúc. Đối với cô thì cô lại theo cái quan điểm như thế. Nếu như bạn cảm thấy rằng là mình học hỏi được cái gì thì bạn có thể học hỏi. Còn nếu như cảm thấy rằng là ô nó không đúng với văn phong của em ở hiện tại thì bạn có thể tham khảo thôi. Thế nhá. Ok ạ. À. Đấy chính là cái đề thi thử, cái đề số 56. Còn buổi sau thì chúng ta sẽ học đề số 57 nha các bạn nhá. Rồi ok ạ. À. Hẹn gặp lại các bạn trong những livestream bổ trợ tiếp theo.